Cảm nhận đầu tiên khi mà mình làm cái tip này đó là khó thở. Đây là cái thành quả. Nói chung là cái tip này thì mình sẽ không bao giờ thực hiện nữa. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và mình là Mi Ngân. Hôm nay lại làm một video clip về thử các tip hay trên TikTok nữa. Và hôm nay mình sẽ tổng hợp những cái mẹo mà về quần áo và tóc tai. Thì mình cũng có lưu một vài mẹo ở trên đây rất là nhiều luôn. Thì cũng giống như video trước kia là mình sẽ thử những cái tip này, xem cái tip nào sẽ thực hiện thành công và tip nào sẽ không thực hiện được, thì mình sẽ quay hết cho các bạn xem. Ok, tiến hành luôn nha. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ thực hiện một cái cách về tóc. Thì chúng ta cần có là cái kẹp càng cua như thế này. Mình sẽ quay lại đằng sau cho các bạn xem. Thật ra là nhìn cái cách này thì nó cũng hơi bị rườm rà một tí xíu, không biết mình có làm có thành công hay không, thì các bạn cùng xem nha. Mình sẽ để hết tóc ra đằng sau như thế này. Mình sẽ sử dụng ngón tay này. Lên. Sao mà khó như vậy ta. Xoắn nó như thế này các bạn. Xoắn nó như thế này thì tóc, cái phần đuôi này nó sẽ xoắn theo. Mình nó hơi khó xoắn các bạn. Đó. Khi nào cái đuôi của các bạn vào trong đây hết rồi thì các bạn sẽ lấy cái kẹp. Mình không biết đằng sau nó có gọn gàng hay không nữa, mình không thấy được. Kéo cái cọng này xuống rồi các bạn ơi, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó, nó sẽ như thế này. Ủa sao nó cũng có cái cọng này nó bị rớt ra nè các bạn. Mình nghĩ là cái tip này thì nó cũng không có hữu ích gì với mình hết các bạn. Và mình nghĩ là mình sẽ thực hiện cái cách kẹp cũ của mình thôi. Cái này coi như là fail nha các bạn. Tiếp theo sẽ là một tip về tóc nữa. Và lúc này thì mình sẽ cần một cái đoạn vải như thế này. Cái dây này là cái dây cột vào cái giỏ sách của mình đó nha. Và hai cọng thun này, hai cộng thun buộc tóc. Và mình cũng sẽ quay lại đằng sau để các bạn xem. À, và mình nhớ là có cái tip này á, thì các bạn muốn buộc nửa đầu cũng được, mà các bạn muốn buộc như cái chuyện này cũng được. Thì mình nghĩ là mình hôm nay mình sẽ buộc nửa đầu xem nó như thế nào. Thì mình chỉ cần cột nửa đầu thôi. Sẽ buộc vào đây, vào một cộng nữa, cố định cái phần đuôi lại. À, mình sẽ sử dụng cái đoạn dây này. Mình sẽ chút cái này xuống. Mình sẽ quấn cái đoạn dây này vào trong tóc của mình. Đúng rồi. Quấn. Rồi mình buộc lại. Lần đầu làm nó không quen tay, nó có bị quấn xuống làm sao. Ok, bây giờ mình sẽ quấn lại nha. Mình sẽ buộc nó lại. Ây da. Bạn. Cái gì kìa. Cái gì kìa. Thì theo mình nghĩ cái tip này thì các bạn phải làm vài lần thì cái tay các bạn mới quen được và mới làm đẹp được chứ. Mình mới làm lần đầu tiên thì nó ra cái cục gì ở đằng sau mình á. Mình nghĩ mình sẽ thử cái kiểu của chị này là cột hết tóc ra đằng sau xem nó như thế nào nha. Bạn. Nhìn thì nó cũng như cái cục gì á. Đây, không biết các bạn có thấy đằng sau không, mà mình thì mình không có thể nào thấy được đằng sau. Đó, mình sẽ chỉnh lại tí xíu. Đó, thì sẽ cất cái đoạn dây nó lòng thòng xuống như thế này. Thì mình nghĩ cái tip này thì nó sẽ được với mấy bạn mà có cái style nó sẽ
công sở một tí xíu, chứ mình thì mình thấy không có hợp với cái style này. Mình lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ cột theo cái kiểu mà nửa đầu và xả cái phần đuôi xuống, nhưng mà nó không ra thì mình nghĩ là mình sẽ tập thêm một vài lần nữa. Tiếp theo thì mình sẽ thử mấy cái tiết dành cho quần áo, nên là mình sẽ chuyển camera nó hình dọc xuống nha, bởi vì cái không gian phòng của mình nó không có không gian nên là mình không có quay ngang cho các bạn xem được hết á. Mình sẽ sử dụng cái clip này đó, chúng ta sẽ cần một cái sợi dây dày màu trắng như thế này, và mình sẽ làm theo cái kiểu áo mà lúc trước mình có hướng dẫn cho các bạn làm á. Nó sẽ cột dây á xung quanh cái bụng gì nè, một cái sợi dây màu trắng như thế này và một chiếc áo như thế này. Sau đó thì mình sẽ xỏ cái dây này vào trong cái phần áo ngực bên trong nha. Đó, các bạn cứ xỏ vào như vậy cho nó lòng thòng như vậy, và hai dây nó bằng nhau nha. Thì mình sẽ quấn. Oh my god, cái dây này nó quá ngắn giờ so với mình rồi. Đó, nói chung là cái dây này nó quá ngắn so với cái mình của mình, nên là mình sẽ để xương xương này cho các bạn xem thôi nha. Nếu mà các bạn muốn làm cái kiểu này thì các bạn nhớ là sử dụng cái dây nào nó dài hơn để cho có thể cột ra đằng sau này nè, cột cái nơi đằng sau này nè. Đó thì nó sẽ thành công. Tiếp theo thì mình sẽ làm theo cái video này, là mình sẽ có những cái cách mặc áo với lại áo hai dây á, và mình sẽ biến tấu nó lại thành những cái kiểu nó đẹp hơn. Ở đây thì mình có cái áo này, cái này cũng là mình tự làm luôn. Nếu mà các bạn thích cái kiểu này thì các bạn có thể tham khảo video ở trên góc này nha. Như thế này, mình sẽ kéo cái dây này qua lại theo cái kéo cái dây này qua cổ của mình, và dây này kéo lại, kéo qua như thế này nha. Đó, mình sẽ kéo qua. Ây da, trời ơi, nó bị vướng vào vân tay mình rồi. Khi cái áo này của mình nó bị chéo vô thì chỗ này nó bị thụng xuống nè các bạn, nhìn nó hơi kỳ kỳ á. Mình nghĩ là mình sẽ thử một chiếc áo khác xem như thế nào. Đây, ở đây mình sẽ có chiếc áo hai dây nè, mình sẽ thử chiếc áo này nha. Bây giờ mình sẽ chéo cái dây này qua lại xem. Nó vẫn bị cái tình trạng này nè các bạn. Và đây là đằng sau, đây là đằng trước. Nếu mà các bạn kéo như vậy thì nó mình sẽ siết cổ lại. Mình sẽ thử tiếp theo là mình sẽ xoắn cái áo này lại theo cái hình này nè. Mình sẽ xoắn nó. Mình sẽ đặt cái hình xoắn này ngay đây, mặc vào. Mình cảm thấy cái tiết này có vẻ là nó sẽ được hơn cái tiết lúc nãy. Nó sẽ ra cái hình xoắn xoắn. Cái áo này đằng sau nó cũng sẽ xoắn như vậy nha. Nó sẽ ra như vậy. Ok, sau khi là mình đã thử hai tiết của cái mẹo này thì mình thấy là mình sẽ không thực hiện nữa, bởi vì mình cảm thấy nó rất là sao sao á. Bởi vì cái tiết đầu tiên thì mình thấy là nó sẽ bị thủng ngay cái phần ngực như thế này, và cái tiếp này mình thấy nó hơi bị thùng thờ hai bên nè. Có thể là cái áo của mình là cái áo dài chứ không phải là cái áo crop top, nên là nó sẽ bị hơi bị thùng thụng như thế này. Thì nếu là mình kiếm ra cái áo crop top hai dây nào khác thì mình sẽ thử lại xem, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ không thử lại nữa. Tiếp theo sẽ là một video về chiếc áo hai dây lúc nãy luôn. Và cái này sẽ làm ra một cái áo crop top mà nó sẽ hở cái phần lưng như thế này. Đó, mình sẽ thử luôn nha. Mình sẽ không mặc cái áo này vào, mà mình chỉ để lên như vậy thôi à. Đó, để lên như vậy, mà mình sẽ sử dụng một đoạn dây như thế này cột là cái phần đằng sau, ở vào hai cái dây ở trên đây nè. Sẽ ra như thế này, lo cho cái hai kia nó bằng nhau một xíu. Bang. Cái cột lại. Hai dây hai bên này thì mình sẽ xỏ vào trong tay hả ta. Để là đằng sau, hai dây này để là đằng sau, xỏ vào. Mình lại nghĩ cái dây này của mình nó hơi ngắn nữa rồi, không biết nó có cột lại được không. Trong mấy cái video trên TikTok á thì làm nó hơi bị nhanh luôn, nên là mình không có nhìn kịp, mình phải coi nó rất là nhiều lần luôn á. Đó, kéo nó lên thế này và cột lại đằng sau. Thì mình thấy cái tiết này nó cũng ok á. Nếu mà các bạn không có mặc cái áo thun giống như mình thì nó sẽ hở nguyên cái lưng ra nha. Thì mình thấy cái tiết này nó cũng
được. Nếu mà các bạn nào mà muốn sexy một tí xíu khi đi biển á, thì có thể sử dụng cái tip này, thì sẽ ra một cái áo như thế này, nó cũng rất là xinh và cũng rất là trending luôn á. Ok, mình sẽ tiến hành cái tip tiếp theo đây. Cái tip này thì mình vẫn sẽ sử dụng cái áo hai dây này nha. Sẽ sử dụng cái áo này để làm cái chân váy đó. Mình sẽ lấy cái áo này và mình sẽ chéo nó lại với nhau, cầm hai bên đây cái hình chéo như thế này trên mặt vào thôi, mà mình nghĩ là cái vòng tròn này nó sẽ không vào được cái phần hông của mình. Lúc mà kéo lên đây thì sao sao mọi người, trời. Bây giờ mình sẽ đi vào thử và mình sẽ nói cho các bạn xem là nó sẽ thành công không nha. Sau một hồi lay hoay với cái áo này thì mình cũng đã kéo lên được rồi. Và mình muốn có một cái muốn nói với các bạn đó là cái sợi dây này nếu mà nó không có co giãn thì các bạn sẽ không có làm được đâu nha. Cái áo này của mình lúc mà mình kéo lên thì nó sẽ nghe một cái tiếng giống như nó sẽ bị đứt ra luôn vậy. Đây là cái thành quả. Mình nghĩ là mình sẽ không có thực hiện cái cách này nữa, bởi vì nhìn nó kỳ cục sao ấy. Đằng sau nó bị nhùng nhùng như thế này nè, đằng dưới nó cũng nhùng nhùng như thế này nè. Và lúc mình kéo lên thì nó cực kỳ là khó luôn á, không có đơn giản như là trong video đâu nha các bạn. Nói chung là cái tip này thì mình sẽ không bao giờ thực hiện nữa. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái tip của chị này, là mình cần có một cái, cái này không biết là cái khăn hay là cái đoạn vải gì trời. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái khăn tràng á. Mình có cái khăn tràng bự vậy. Cái dây của chị này hình như là cái dây giỏ không ta. Mình sẽ sử dụng cái khăn tràng này và mình sẽ biến tấu nó lại thành những cái áo. Cái dây này mình nghĩ là cái dây giỏ, nhưng mà bây giờ mình sẽ sử dụng cái dây chuyền. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái này, mình sẽ để lên cổ của mình, kéo lại như vậy. Chắc là cái khăn của mình nó hơi bị dày á, nên là nhìn nó hơi bị to vậy. Và mình sẽ cột lại đằng sau. Là xong cái kiểu đầu tiên. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình làm cái tip này đó là khó thở. Nó xiết cái cổ của mình rất là khó thở luôn. Mà nó ra cái kiểu của nó cũng không được đẹp lắm. Kiểu thứ hai thì mình phải đeo dây chuyền vào. Cần có một sợi dây chuyền nó to, hoặc là cái dây gì đó mà dài dài như cái chị này nè, mà mình không hình dung đó là cái dây gì. Mình sẽ xỏ cái này vào. Xỏ cho nó bằng nhau nha. Làm gì mà nhanh dữ trời. Sao ta? Gì vậy? Cột ra đằng sau. Nó kéo cái dây chuyền của mình xuống, nó rất là khó chịu cái cổ luôn á. Hình như mình không có hợp với mấy cái tip này các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thấy cái kiểu áo này sao sao? Mình sẽ qua cái kiểu thứ ba luôn nha. Rồi cái kiểu thứ ba thì cũng sẽ để yên nguyên như thế này. Và mình sẽ xoắn nó lại. Rồi mình sẽ cột nó ra đằng sau. Cái gì vậy trời? Thôi mình sẽ không bao giờ thực hiện cái cách này nữa, bởi vì nó khiến cho mình rất là khó chịu luôn. Nope. Mình mới thực hiện nãy giờ mới có 5 phút thôi mà cái cổ của mình nó có cái lằn đằng sau luôn hay sao. Nên là mình khuyên các bạn cũng không có nên thử cái tip này nha. Ok, tiếp theo lại là một cái tip về cái khăn lúc nãy nữa. Và mình sẽ không có cần sử dụng cái dây chuyền lúc nãy, sử dụng cái khăn đó sẽ làm áo luôn. Đầu tiên thì mình sẽ để nó ra đằng sau lưng, để nó lên trên. Cái khăn của mình nó lại ngắn nữa. Lại một tip không thực hiện được bởi vì cái khăn quá ngắn. Chán thiệt sự. Ok, mình mới vừa thay áo để thực hiện cái tip tiếp theo nè. Thì cái tip này sẽ giúp cho các bạn đóng thùng nó sẽ gọn gàng hơn. Nếu mà các bạn mặc mấy cái áo mà rộng như mình vậy nè, thì đóng thùng thì nó sẽ bị đóng một cục ở trong cái phần cái quần á. Nên là mình sẽ sử dụng cái tip này thử xem. Mình sẽ cột hai bên cái này lại bằng thun. Sau đó thì mình sẽ quấn nó vào bên trong. Đó. Cuốn nó vào bên trong như thế này thì nó sẽ ra cái hình như lộn, nó sẽ ra như thế này. Thì giống như chúng ta đóng thùng vậy á. Thì mình thấy cái tip này nó cũng ok. Cái này mình có thể sử dụng cho cái áo sweater hoặc là hoodie nếu mà các bạn muốn đóng thùng. Nhưng mà mấy cái áo đó khá là dày á, nên là các bạn có thể sử dụng cái tip này cũng khá là hay. Thì sẵn đây thì mình sẽ thực hiện luôn cái tip đóng thùng tiếp theo của mình. Đó là mình sẽ sử dụng cái đoạn dây lúc nãy mình sẽ cột vào cái phần eo. Cái tip này thì mình cũng đã thực hiện rồi. Và mình cam đoan là cái cách này nó rất là hữu hiệu nha. Bởi vì lúc đó mình sử dụng cho cái áo len nó hơi bị dày. Và mình thực hiện cách này cũng được. Đó, mình sẽ cần cột vào phần eo như thế này. Và cái này các bạn nhớ là sử dụng cái dây ngắn ngắn thôi đó, mà chúng ta kéo lên á, nó lòi cái dây ra như thế này nè thì nó xấu lắm, nên là các bạn nhớ là sử dụng cái dây ngắn ngắn nha. Nên các bạn có thể quấn vào trong đây cũng được. Rồi kéo nó lên.
cái kiểu giống như các bạn đóng thùng như thế này, và rất là thích hợp với những cái áo mà có cái chất nó dày dày một tí xíu mà không thể nào mà đóng thùng được á, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này. Mình mới vừa thay đồ nữa và mình sẽ thực hiện một cái tip chắc chắn là các bạn sẽ rất cần thiết luôn á, đó là mình đã thực hiện cái tip kéo cái khóa ở đằng sau cái áo này. Thì trong cái video này chỉ cần một cái móc thôi, móc quần áo như thế này, và mình sẽ xỏ vào cái dây kéo, xỏ vào cái này đó. Ok, rồi mình chỉ cần kéo luôn. Khi mình sử dụng cái tip này xong thì mình thấy lúc mà mình kéo lên thì nó cũng thành công, nhưng mà lúc mà mình gỡ cái móc ra cái áo mình sau khi hoàn thành á thì nó không ra, mình phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà mình thấy nó cũng ok, bởi vì cái lúc mình kéo cái khóa lên rồi kêu người khác mở cái móc ra thôi cũng là ok, thành công một nửa, còn một nửa là cũng phải nhờ cái sự giúp đỡ của người khác. Nói chung nãy giờ mình sử dụng những cái tip trên thì nó fail hơi bị nhiều nên là cũng hơi buồn trong cái video hôm nay. Nhưng mà mình hy vọng các bạn sẽ thích cái video này của mình. Nếu mà các bạn có thực hiện được cái tip nào mà thành công, hãy bình luận bên dưới cho mình biết coi là mình làm sai cái chỗ nào mà mình đã bị fail. Các bạn nếu thích video này thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Mi Ngân nè. Nhớ nhấn vào cái chuông nữa để xem thêm video mới nhất mình đăng nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mi.